Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 30 tháng Giêng, tháng đủ, thì cũng là ngày cúng hội thường lệ của giáo lý khất sĩ. Theo truyền thống của khất sĩ thì bài nói Pháp để hướng dẫn Phật tử trên bước đường tu học, con đường tiến hóa từ ác tới thiện, từ thiện tới giải thoát. Đó là mục đích chính của Đạo Phật. Nhưng thời buổi này thì như Đức Phật đã nói, thời mạt Pháp, con đường tiến hóa từ ác tới thiện thì vẫn còn. Còn con đường từ thiện tới giải thoát dường như, tôi giờ dùng chữ dường như đã mất rồi. Thì ít có ai biết được con đường giải thoát của Đạo Phật. Thì hôm nay tôi xin nhắc sơ qua cho quý sư, đây cũng không giải thoát nổi đâu. Thời buổi này có lắm. Giải thoát là cái căn bản đầu tiên là giữ giới, rồi mới tu thiền định. Thiền định là pháp cải sửa, đối trị để chuyển hóa, rồi tới nhận lại, thì đây mới là Đạo Phật. Thì cái nhận lại bây giờ nó không có pháp môn, nó không có thầy, không ai dạy cho chúng ta về Niết Bàn được hết đó. Mỗi người phải tự tìm lấy qua cái sự hướng dẫn của Phật Thích Ca. Thì thời buổi này dường như tôi cũng không từng nghe ai giảng. Còn nói về chứng đắc thì ôi thôi, tôi cũng chưa có liền được. 40 mấy năm trời, tôi cứ trăn trở, tha thiết về pháp môn giải thoát của Đạo Phật. Bởi vì mình coi trong kinh đó, thì thấy thời Đức Phật là có 62 tôn giáo, mà chưa có Đạo Phật. Bây giờ thì cũng gần gần như 60 mấy tôn giáo đó. Chúng ta thấy có Đạo Phật, rồi có Đạo Phật khất sĩ, rồi Bắc Tông, Nam Tông, rồi khất sĩ bây giờ cũng 2, 3, 4 thứ khất sĩ đó. Khất sĩ Sơn Long, khất sĩ Bà Trầu, khất sĩ Cắt Kè, nó khác nhau. Còn bên Bắc Tông thì chính phái bây giờ cũng thống nhất đó, nhưng mà thống nhất trên vấn đề hình thức thôi. Còn Nam Tông Nguyên Thủy đó cũng 4, 5 phe. Còn ngoài ra còn có Hòa Hảo, có Cao Đài. Còn bên Thiên Chúa thì cũng có là Thiên Chúa Tinh Lành, Tinh Lành Cơ Đốc, Cơ Đốc Phục Long, tùm lum. Mà thời Đức Phật là 62 tôn giáo, mà vẫn chưa có Đạo Phật. Vậy thì tất cả tôn giáo tu cái gì? Thì tu theo vấn đề là cải sửa, khiến sửa từ ác cho đối thiện. Mà ác với thiện thì chưa phải là giải thoát. Giải thoát là không còn dính mắc vào thiện ác nữa, nghĩa là vẫn ở trong cuộc đời này mà không dính mắc vào cuộc sống này. Tức là chúng ta không kêu là, dùng danh từ là không có ghiền, không có ghiền nghiện ngập nữa. Thì trong kinh thường dùng là khổ là do tập. Chứ tập này khó giảng lắm. Tập là danh từ, nó là cái thói quen làm đi làm lại nhiều lần, nó thành ra cái thói quen, cái ghiền. Thì hãy ghiền cái gì là phải luân hồi về cõi đó. Chúng ta ghiền cờ bạc thì lời nhà kiếm không có, vô sòng bài. Còn ghiền nhậu uống rượu thì lời nhà không có, vô quán rượu. Ghiền đạo đức, ghiền tu học thì lời nhà không có, vô chùa, vô tỉnh xá. Hãy ghiền đâu thì chúng ta đi đó. Thì sống sao chết vậy? Nếu tôi là tay nhậu chết rồi, tôi kiếm gia đình nhậu, tôi sanh vào đó. Bây giờ sống vậy thì chết cũng vậy, không có khác gì. Và do đó mà chúng ta phải tìm hiểu trong lúc còn sống, sống sao chết vậy. Thành ra hôm nay tôi muốn nói về vấn đề giải thoát. Mà Đạo Phật là không có ghiền cái gì hết.
mà không có ghiền thì đầu thai về đâu? Thí dụ mà người tu mà không dính mắc vào cái gì hết, không dính mắc vào cờ bạc. Tôi nói chữ ghiền nha, chứ không phải cấm uống rượu, cấm uống cà phê. Mà đừng có ghiền cà phê. Chữ ghiền nó khác. Ghiền tức là dính mắc, là nghiện ngập. Mà tôi không ghiền cà phê thì có, tôi uống không có thì thôi. Và nếu không có là tôi quậy thì có đó là ghiền. Thì quý vị coi cuộc sống mình, coi mình có ghiền không? Không? Mà ghiền cái ác thì không nói, tới ghiền cái thiện. Ghiền cái thiện tức là không có cà phê, không có rượu chè, không hút sách. Nhưng mà tôi ghiền ngồi thiền, tôi ghiền nhập định, tôi ghiền ăn chay. Thì mấy cái ghiền cao thượng này, có người ngồi nhập định 7 ngày 7 đêm nhưng mà vẫn là ghiền thôi, thì chết sanh về cõi trời. Có người là bỏ hết gia đình, vào chùa tu, ăn chay trường, ăn chay ngõ, không có tiền bạc. Người tưởng mình là cao, mình đã đắc quá, đâu có đắc gì. Đắc cái cao thượng. Mà cao thượng vẫn là cái xiềng, xiềng vàng. Cái đó là cái khó nhất mà chỉ có Thái tử Sĩ Đạt Ta mới thấy được. Rồi sau đó, Ngài mới bỏ ngôi vua. Ngài đi tu. Đi tu rồi Ngài lại lọt vào trong cái ghiền, cái tập khí thời bấy giờ, là khu khổ hạnh, cho tới chết giấc, hồi thiền 6 năm, 5 năm khổ hạnh, một ngày ăn có một hột mè, không tắm, 5 năm trời không tắm, rồi tới cuối cùng là chết giấc, rồi sau đó Ngài tỉnh dậy, thì Ngài biết rằng hồi đó mình làm thái tử, thì thái quá. Còn bây giờ mà đi tu khổ hạnh thì cực khổ. Hai cái không cái nào đưa đến giải thoát hết. Rồi Ngài cuối cùng Ngài tìm được hai ông thầy cao nhất ở Ấn Độ. Nói giờ quốc đầu lâm Phật A-la-la. Hai ông này là cao đấy. Ông nhập thiền cho tới là mấy năm trời. Có thể nói là cả trăm năm. Sống cả năm, trăm năm, cả ngàn tuổi. Thì ông thấy được cái cõi vô sở xứ, tức là cái cõi niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Mà A-la-hán niết bàn tịch tịnh là do cái sự tu chứng của người ta, chứ không phải là do cái sự đè nén. Nhưng mà khi ông đè nén tới cùng rồi, ông thoáng thấy được, thoáng thấy được. Rồi sau đó nó mất. Bởi cái lối tu của Đức Phật là lối tu nhận lại cái bất tử, cái Phật tánh, cái Niết Bàn là nó có sẵn từ xưa, chứ không phải do nhân tạo. Không phải do nhân tạo. Cũng như bây giờ á, chúng ta thấy võ trụ thì có sẵn, trời, đất, gió. Bây giờ người ta thấy người ta tạo ra cái gió giả hoặc máy, máy điều hòa, thì cái đó là giống hệt thôi. Mấy giờ qua nhiều khi nó còn mát à, bây giờ tôi cũng hơi ghiền nó. Nó trời nắng nó chịu không nổi. Chung giờ đó thì khỏe. Nhưng mà so với cái thiên nhiên, nó không bằng. Thiên nhiên mà tôi nói thiên nhiên hồi xưa, còn bây giờ không khí bây giờ không phải thiên nhiên. Không khí bây giờ là nhân tạo. Bằng bom nguyên tử, bằng phá rừng. Làm cái đó làm cho cái thiên nhiên là mất đi. Thành ra con người bây giờ không có thọ. Thời tiết thay đổi, trời mưa gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa đã khác xưa rồi. Thành ra bây giờ không có, con người nó là lơ lơ lửng lửng. Con người không có quân bệnh. Ai là đi thơ khám cũng bệnh thần kinh nữa. Biết rồi chúng ta bệnh là stress, bệnh trầm cảm vậy đó, nhóc hết. Cái đó ai tạo? Rồi chính con người tạo, làm cho cái thiên nhiên mất đi. Hồi xưa chúng ta phơi nắng rất tốt vì có cái chất ozone. Bây giờ bỏ vô nguyên tử biết là chất ozone mất luôn. Nắng đi thẳng vào con người chúng ta. Thành ra hãy phơi nắng là bây giờ bị ung thư da. Đây tôi nói sơ vậy thôi. Thành ra thời buổi này không còn cái thiên nhiên nữa.
Thành là người ta giờ đi tìm trở về thiên nhiên, trở về đông phương. Nó đi vào những cảnh rừng núi đồ cho nó khỏe. Rừng núi cũng đỡ, mà không được như hồi xưa đâu. Bây giờ giống như cái sâm Linh Chi là toàn là nhân tạo không, chứ không phải là sâm hồi xưa. Cái gì bây giờ cũng là nhân tạo không. Thì chúng ta thấy rằng cái cuộc sống bây giờ nó khó khăn, thì cũng chính con người tạo ra thôi. Thành ra Thái tử Siddhartha lúc đó Ngài mới thấy rằng cái cuộc sống này khổ là do con người quá nhiều cái ghiền, quá nhiều cái hưởng thụ, quá người cái dính mắc đủ thứ. Nghĩa là chúng ta thích đủ thứ. Nào sống vậy bây giờ lại có thêm thần thông nữa. Chúng ta trong mình ai cũng có, tít tít te te chạy ra nghe. Có người tới hai cái. Chúng ta ở đây chúng ta có thể biết cả toàn thế giới, nhưng mà còn chưa còn biết vũ trụ nữa, chưa tới đó. Khoa học sẽ đi tới cái đó. Khoa cầu chúng ta là một cái hành tinh trong vô lượng. Tôi dùng chữ vô lượng hành tinh. Rồi đây chúng ta sẽ biết qua những cái quả địa cầu khác, mặt trời, mặt trăng khác. Rồi chúng ta sẽ có những cái điện thoại di động với nhau. Mà chúng ta không ngờ là người xưa đã có lâu rồi. Thành ra chúng ta cõi này kêu là cõi dục giới. Mà thường hồi xưa kêu là hạ giới. Rồi còn cái cõi trời sắc giới là trung giới. Cõi trời vô sắc là thượng giới. Thì cõi trời sắc giới là họ không có xài sắc thân này, mà xài những cái dây thần kinh, kêu là dây thần kinh cảm giác. Thành ra chúng ta có tới ba thân. Một cái thân bên ngoài chúng ta thấy giờ chúng ta đang sống, mắt tay mũi lưỡi thân ốc. Cái thân đó ăn cái đồ đoàn thực, tức là sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ để mà cung phụng cho nó. Rồi tranh giành cái sắc đẹp, cái tiền bạc, rồi ăn uống, rồi giết nhau. Thế giới bây giờ thành lần ta đoán là cái năm 21 tháng 12 gì đó, năm nay sẽ có một cuộc chiến tranh lớn ở ngoài Thái Bình Dương, có lẽ là ở hai cái hòn đảo, tức là hai cái chỗ mà lấy dầu, Hoàng Sa và Trường Sa. Mình cứ nói là cái mỏ dầu của thế giới thì ai cũng khoái vật chất. Ba kỳ chiến tranh đệ nhất, đệ nhị, bây giờ tới đệ tam cũng là tiền bạc. Kỳ thứ nhất 14-18 là chiến tranh kinh tế. Kỳ thứ nhì 39-45 cũng lại là kinh tế. Và kỳ thứ ba này cũng lại là mỏ dầu, cũng là ông nội của kinh tế. Còn thời bây giờ chúng ta sống anh em, cha mẹ, vợ con giết nhau cũng vì kinh tế. Mình ra tao có cái bài thơ mấy người mới đặt bây giờ. Có tiền thì mua tiên mua Phật cũng được. Có tiền là sức bật của cuộc sống. Có tiền là sức sống của tuổi trẻ. Sức có tiền là sức khỏe của ông già. Dần dần và có tiền là hết lý, hết ý. Làm cái gì cũng được hết. Nó có tiền mua tiên mua Phật thì tôi không mới đồng ý. Mua tiên thì được, nhưng mua Phật là Phật giả, cho Phật thiệt là những giới thứ 9, thứ 10 thì thứ 10 là không đối đến tiền bạc vàng của quý, rồi làm sao mua bằng tiền được. Mua mấy ông Phật giả thì Phật thiệt, thiệt là tôi không có tiền. Bát cơm xin nhà nhà, thân chơi ngàn dặm xa. Muốn cùng đường sanh tử thì xin ăn tháng ngày qua. Thì chúng ta thấy là Phật thiệt nó khó mua. Mà thời buổi này thì xưa nói vậy cho con tìm chắc là không có Phật thiệt. Mấy người tu bây giờ ai không cầm tiền. Đừng có nói tiền. Cả tới có nhiều xưa nói tôi tiền thì đô la vàng còn cầm. Điện thoại di động 2-3 cái, chứ xịn không? Chúng ta thấy là đạo Phật không còn.
Thành ra hôm nay tôi muốn giảng cho quý vị về cái tam quy và ngũ giới. Để rồi tôi truyền hoài quý vị có khi không hiểu. Nói bạch sư, tam quy là cái gì? Rồi ngũ giới là cái gì? Mà tán thán Phật là cái gì? Tán thán là khâm phục, khen ngợi, kính trọng Ngài. Tại sao mà phải kính trọng Phật? Thì như tôi nói lại là 62 tôn giáo bạn toàn là tu tư tưởng không? Tu cải sửa từ địa ngục lên ngạ quỷ, ngạ quỷ lên súc sanh lên Atula, Atula lên người, bắt đầu có giữ ba giới. Cái trời là năm giới, nói là trời dục giới là cõi hả? Hạ giới của chúng ta đấy. Tới trời sắc giới là tám giới, kêu là cõi trung giới. Thì cõi này là chúng ta kêu là tiên hay là trời. Họ không có chiếm hữu bên ngoài, họ nhập định, họ ăn cái hỷ lạc. Họ không cần ăn vật thực nữa. Họ không có sắc, không có tài, không có danh lợi, không có ăn uống ngủ nghỉ, mà họ chìm đắm ở trong cái hỷ lạc của các dây thần kinh. Cái này tôi giảng hoài, quý vị nghe lại mấy cái đĩa trước. Cái thân thứ hai chúng ta hiện có, mà chúng ta không để ý, chúng ta không dính mắt với nó, thành nó qua mà chúng ta không hay gì hết. Nó qua mà chúng ta không hay gì hết. Thành ra đó là cái thân thứ hai. Vị nào có ngồi thiền á, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đới, thì vẫn còn sống với sắc thân thứ nhất. Rồi khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật. Ngồi xuống là lắng nghe tiếng niệm Phật. Rồi mất thân luôn, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật. Thì cái này là qua thân thứ hai đó. Chúng ta có thể ngồi 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70 năm. Càng đi sâu chừng nào, thì chúng ta hiện bây giờ là coi cõi trời sắc giới, tức là trung giới. Thì chết là về đó. Bây giờ tôi thấy cũng ít có ai ngồi 7 ngày, 7 đêm là có. Còn 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm thì có ở Hy Mã Lạp Sơn thì nghe nói còn. Thì mấy ngày này đó, họ không có nói chuyện bằng xác thân, bằng cái miệng, mà họ nói bằng cái máy di động, mà di động của mình á, chứ không phải di động của quý vị là phải cầm tích tích tè tè. Quý vị khi quý vị nói chuyện ra đó, quý vị nói bằng cái gì quý vị biết không? Nói bằng miệng, sai. Vẫn có nói bằng miệng. Cái miệng là cái cơ quan để phát ra tiếng nói. Mà điều khiển cái miệng này chính là làn sóng tư tưởng. Quý vị nghe cái radio, đây là tiếng nói của Đài Phát Thanh Trà Vinh. Ví dụ tới tiếng nói là của ông loa trật, không trúng lắm. Nếu nói là có làn sóng thì ở đây cũng vậy. Khi người ta tu cao rồi, người ta không có nói chuyện bằng cái máy điện thoại di động. Người ta dùng cái tư tưởng này, người ta phóng qua. Rồi bên kia dùng cái tư tưởng cao bắt lấy. Quý vị đỡ điện thoại cũng vậy. Quý vị nói vô cái điện thoại thì nó giúp cho quý vị có cái làn sóng mạnh. Thì mấy cái đài bây giờ nó đúc đúc ở trên trời đó, là nó thâu, thâu những cái đó nó truyền ra. Rồi bên kia mới cái làn sóng nó phát ra, mới để cái máy bắt vô để nghe. Hình như giờ cái điện thoại di động nó tiện nghi. Hình như giờ người ta làm những cái đài đó để mà kêu nó diễn thông vậy. Đặng nó lấy tiền quý vị. Nó làm càng nhiều thì cái máy diễn thông là nghe càng rõ. Rồi cái hãng nào nó làm nhiều đó, thì nó bán cái máy chạy hơn. Giờ máy di động nó cũng nhiều hãng. Thì cái hãng nào mà nó làm cái đài của nó thì riêng của nó. Trời ơi, thì nó làm nhiều thì máy nó rõ, người ta mua nhiều. Rồi quý vị không có gì hết, để dục cái điện thoại di động là quý vị không có nói chuyện nhau được. Còn cõi trời sắc giới họ nói chuyện bằng tư tưởng của họ. Mà cõi trời vô sắc còn cao hơn nữa. Họ sống bằng tư tưởng chứ không sống bằng cảm giác. Họ có thể là tàn hình,
họ đi từ chỗ này tới chỗ khác mà quý vị không thấy họ, họ có thể thấy quý vị. Cũng như tôi ngồi đây mà tôi tàn hình thì thấy tôi biến mất. Chứ thật không có biến mất, tôi sẽ làm cái hình tôi nhỏ lại. Rồi tôi di chuyển mà con mắt quý vị không thấy. Thì cái đó ở Ấn Độ bây giờ rất nhiều. Nên đó người ta tu nhiều lắm. Thì thời Đức Phật đã có rồi. Có hai quốc Đồng Lâm Phát A-la-la. Tu cao nhất, ông nhập vào thiền đó là một lần đó mấy chục năm. Rồi họ đi qua tới cái cõi của A-la-hán, Niết Bàn Tịch Tịnh. Họ thấy được cái cõi đó. Rồi họ mới tạo ra cái Niết Bàn Giả. Họ chìm trong đó. Rồi tới thấy được cái Pháp Thân của Như Lai. Họ mới về, họ tạo cái Pháp Thân Giả, họ chìm trong đó. Thì cứ nàng năm như vậy, nhưng mà Thái tử Siddhartha đi tìm hai ông thầy nó chỉ, ngày tu có 7 bữa. Còn quý vị này tu tới 7-8 năm. Đệ tử cả 7-800 cả ngàn người. Ông nào nói tu 7-8 năm mà chưa đắc được. Mà Thái tử Siddhartha có 7 ngày. Ngài nói hai ông tu sai rồi. Cái này không phải Niết Bàn thiệt. Niết Bàn thiệt A-la-hán là không phải tu cải sửa. Không thể thăng qua. Không có pháp môn. Cái này mới ông tu đè nén. Bỏ cái xiềng sắt, xiềng cây, lấy cái xiềng vàng, xiềng kim cương. Thì vẫn nằm trong cái trói cột thôi. Rồi sau khi giảng hai người thầy nghe cái hiểu, xin Thái tử chỉ cho mình con đường đúng. Thì Thái tử nói tôi cũng chưa tìm được. Lúc đó còn Bồ Tát mà thấy cái sai, nhưng mà tìm được cái thiệt này thì không được. Biết đây là đồ giả, vàng giả không phải vàng thiệt. Nhưng mà tạo ra vàng thiệt này cũng chưa làm được. Thì nói thôi giỏi rồi đi, ở đây ông kiếm hết nơi, không có chỗ nào cao bằng đây đâu. Thì Thái tử công nhận, tôi đi hết khắp cả Ấn Độ rồi. Chỉ có hai ông là cao nhất. Tôi muốn là muốn giải thoát, chứ tôi không phải muốn làm giáo chủ. Xin ở lợi để làm thầy, với hai ông già rồi. Tính giao cho Thái tử. Tôi nói không, tôi không phải đi xuất gia để làm giáo chủ, mà tôi tìm cái vàng thiệt đó. Tìm cái Niết Bàn thật sự. Nói giờ này thì không có, nên tôi tìm tự tôi. Đạo có khi ở tại lòng ta, hẳn nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiết già công phu. Cuối cùng ngài tu khổ hạnh, ngài chết giấc rồi. Ngài tỉnh dậy, ngài nói, hồi xưa mình hưởng thụ thái quá, thì không đắc, bây giờ khổ hạnh cũng không đắc. Có lẽ phải đi con đường trung đạo. Thì ngài xuống sông Ni Kia Liên Kiền, ngài tắm rửa, năm năm không tắm, cái đó mà đem đi tưới khải rồi rất tốt. Tắm rồi lên, cái ngài nhận cái sữa của Sujata, kêu mà đề hồ, sữa mà đem nấu chín lần. Ngài uống vô, ngài thấy khỏe quá. Ngài đi dọc con dòng sông đi liên, thì ngài thấy có cái cội bồ đề rất là lớn, thật là đẹp. Dòm ra cái dòng sông, thì ngài tới đó, ngài lấy cái cỏ, cỏ ma vậy đó. Ngài nguyện rằng nếu mà xương ta có mục, máu ta có khô, mà nơi đây ta không thành Như Lai, ta không giải thoát, thì ta nguyện chết ở đây, nhất định là không đứng dậy đi. Thì sau khi đó ngài trái cái cỏ đó rồi, ngài ngồi luôn 49 ngày, không ăn uống, không tiêu tiểu gì hết. Tới ngày thứ 49 thì ngài ngộ, ngài thấy được cái bất tử, thấy được cái Niết Bàn. Thì ngài xả thiền ra, ngài nói ôi thôi, tưởng đâu Niết Bàn ở đâu xa lạ. Niết Bàn chính ở ngay trong xác thân mình, ngay chung quanh tất cả. Mà bây giờ làm sao? Chúng sanh nó đã quen tu theo pháp môn cải sửa rồi. Bây giờ mình dạy nó tu, nhận lại không pháp môn, không thầy, không đạo sư, thì nó không bao giờ tin. Nó đã ghiền rồi. Mà thức ghiền thì khó bỏ lắm. Chúng ta bây giờ ghiền, ai nói mình ghiền cái mình cự dữ lắm. Mà ghiền cà phê, rượu, chè, đâu còn đó.
mà ghiền cái sắc đẹp rồi thì thôi, không có bỏ được. Sắc rồi tới tài, ghiền cái tiền bạc nữa thì con không bỏ được. Nói là chỉ có sống chết giờ, sẽ chém dứt á. Như bây giờ thế giới đang ghiền tiền bạc, đụng tới là chiến tranh đó. Anh mà lấy giờ tiền bạc tôi phải có bước qua sắc chết rồi. Anh mà chiếm cái người yêu tôi, người đẹp của tôi phải bước qua sắc chết của tôi. Ai mà khuyên cho nổi. Chúng sanh đó có một cái ghiền nặng nhất là sắc người nam. Cái ghiền nặng nhất đối người nữ là tiền. Anh bảy anh đen những đồng tiền anh trắng. À, thì người nữ bây giờ chúng ta thấy Việt Nam anh, nghe tới Việt Kiều là khoái lắm. Vì có tiền. Có người phải bỏ chồng mà đi theo. Còn người nam thì háo sắc. À, thì chúng ta thấy là nước mất nhà tan mà cội vừa đề tróc gốc cũng là do cái sắc đẹp. Mình thấy Tử Diệt La rồi sau khi xả thiền rồi nó ôi, cõi đời này khó độ lắm. Chính Ngài cũng ghiền đấy, mà Ngài dám dứt. Mà lúc mà đi tu đâu phải dễ, Ngài xin vua Tịnh Phạn ba lần, vua không cho. Rồi cuối cùng vua mới thấy là con mình nó cứng lắm, chút rồi nó cũng trốn đi thôi. Ngài mới lo quá, Ngài mới hỏi hết các quan, không ai trả lời được hết. Ba lần Ngài tức, Ngài nói mấy ông mà bảy bữa nó không trả lời cho tôi, cách chức hết, đuổi đại dân hết. Nuôi mà nuôi quân, nuôi quan mà muôn đời mà xài có một giờ thì cuối cùng mấy quan mới hội họp lại, mới đưa đề nghị cho ông già. Mấy người mà 100 tuổi, trong mấy chục tuổi đó, mấy người đó kinh nghiệm. Tôi kêu là dưỡng lão khất ngôn, nuôi mấy người già để xin lời nói. Thì mới đề nghị ông vua mời hết mấy ông lão lời họ. Thì cuối cùng có một ông lão 100 mấy chục tuổi, ông đưa tay, ông nói tôi với bệ hạ không có thể cầm thái tử được đâu. Con chim đại bàng này đó thì mấy ngày cầm bao nhiêu rồi, nó cũng bất đức hết. Dầu có xiềng sắt cũng bất đức. Tôi chỉ có một kế cuối cùng nữa thôi, mai đã có thể cầm thái tử được, đó là sợ tóc. Chỉ có sợ tóc là còn thái tử được rồi. Sợ tóc với người đàn bà. Thì cuối cùng ông vua mới thấy có lý, thì mới cho hay chín nước. Chín ông vua chín nước, những người nào mà đẹp nhất đó, đi cho thái tử lựa. Rồi cuối cùng là thái tử bỏ hết. Cuối cùng có Sujata là đẹp nhất trần gian, thái tử bị cột, siêu trước cái sắc đẹp của Sujata, của công chúa vợ vua Đà La. Rồi thôi, Ngài mới đeo cái nhẫn của Ngài cho hết rồi, lấy cái nhẫn đeo cho công chúa. Rồi từ đó là sợi tóc cột Ngài cứ ngặt. Chúng ta thấy thái tử là con người dữ nhất, thế mà vẫn bị cột. Rồi sau thời gian là có một đứa con, thì ông vua thấy cầm thái tử được rồi, mà không ngờ không cầm được. Tới rừng sanh đứa con đầu lòng đó, thì ông vua mới hỏi thái tử đặt tên là gì. Thái tử hay tin có đứa con, Ngài vừa vui mà vừa buồn. Tại sao lại vui buồn lẫn lộn? Vui là có người nối dòng, buồn là mình sẽ bị cột nữa. Nếu mà không bỏ công chúa đi đó thì sẽ có thêm 2-3 đứa nữa. Thì chừng đó làm sao mà giải thoát được đó. Thì Ngài nghĩ tôi bây giờ phải đi thôi. Thì ông vua mới là 3 ngày tiểu yến, 7 ngày đại yến. Thì do cái yến tiệc này nào mà thái tử mới chán à. Mấy cô còn trẻ đẹp, môi son má phấn, mà yến ẩm này kia rồi rượu trà. Rồi tối cái 11, 12 giờ khuya nằm lăn lóc ở trên nền cung điện, mồ hôi mà hám nhễ nhại. Tiếng là cái mùi rượu, mùi mồ hôi nực nồng. Thái tử thấy là chính cái lỗ cống nó đang chảy. Mà nói ôi, con người đẹp là do sửa soạn bên ngoài. Chứ thật sự nó chỉ là những cái lỗ cống để mà thoát ra thôi.
Thì cuối cùng là Ngài nói mình phải đi rồi. Mình phải đi. Chỉ đêm nay là phải trốn đi, chứ không là phải chết với con Chúa và dù đó là. Ngài cứ quấn quýt bên Thái tử hoài, Thái tử không hở một bước toàn chân. Có ban đêm Ngài ngủ quên nữa thì có thể trốn thoát. Thì con Chúa biết rằng Thái tử sẽ bỏ đi. Thấy Thái tử có mặt giàu giàu, nghĩa là có cái suy nghĩ, thì biết là ông Thái tử này, ông quan này sắp bỏ mình đi nữa. Cái mặt giàu giàu là thấy con đứa con rồi, mà công chúa thì đang xuân sắc, Thái tử cũng đang trẻ đẹp, đôi trai tài gái sắc. Rồi chừng vài năm nữa thì cũng chết thôi. Đó thì cái mặt này giàu giàu, công chúa mới quấn quýt bên đâu phải, không có rời nửa bước, có bằng đêm đi ngủ rồi thôi. Thì Thái tử nói đêm nay mà ta không đi là ta không đi được. Nhưng mà đi sao? Thành là nó có hàng rào hết. Thì Thái tử mới đánh thức ông Sa Nạc như con kiền trắc. Kiền trắc nó phóng một cái là cầu mấy chục thước, hàng rào ăn thua. Rồi Ngài nói kiền trắc, Sa Nạc đi với ta. Sa Nạc thức dậy hỏi đi đâu, thì ông cứ phóng vào tường đây rồi tính. Ngài mới lại thăm vợ, thăm con, hôn con, rồi mới dỗ về vợ. Công chúa thì nhậu đá rồi, cũng say mê. Thì lúc bấy giờ mấy ngàn mới ngâm bài thơ là: em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tìm đạo cứu nhân sinh. Tình ta thì nay đẹp, mai không đẹp, lưu luyến làm chi một bóng hình. Nay thì đẹp thiệt, em là giai nhân, anh là trai tài tử, sắc đẹp. Nhưng mà chừng vài chục năm nữa em cũng thành bà già lõm khom thôi. Thì đó mà, ta nay đẹp thì mai không đẹp. Mà cái đạo quả chưa thành, em cũng như ba người, anh cũng như ba người khác. Cũng anh, ông già lụng cũng, cũng đi ba chân đó, cũng mắt lờ tái điếc, da mỏi gối dùng, làm sao thoát được cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết. Thì cái này là Ngài đã đưa ra hỏi vô tịnh phạn rồi. Vô tịnh phạn không cho đi tu. Thì Ngài nói con nghe hết cha, cha dạy sao con xin nghe vậy. Nhưng mà cha giải quyết cho con ba vấn đề, thì con xin nói lời với cha. Thì vua cha nói con xin cái gì cha cũng thỏa mãn, nếu mà cha có quyền, cha là vua mà. Thì Ngài xin một là cho con trẻ mãi không già, hai là con sống mãi không chết, ba đó là cho con khỏe hoài đừng có bệnh. Vua Tịnh Phạn nói trời ơi, cha cũng nằm trong cái đó, con ai mà thoát khỏi cái đó được. Ông nói con sẽ đi tìm thoát khỏi cái đó, nếu không thoát được thì kể như cha con không gặp mặt nữa. Còn nếu thoát được con sẽ trở về độ cha, độ cung điện, độ tất cả thần dân. Vua cha không cho. Thì cuối cùng bây giờ Ngài phải dùng con ngựa kiền trắc bay qua khỏi thành. Rồi đó 6 năm tìm đạo đó thì Ngài mới tìm ra cái bất tử. Thì Ngài thấy bất tử là do chúng sanh khổ. Thật sự không có khổ. Khổ là do gì? Chúng sanh duyên tập đế, do chúng sanh dính mắc. Mà ai không dính mắc? Trời, sống cuộc sống này không có vấn đề làm sao sống. Mà đạo Phật là đạo không có vấn đề, không có vấn đề. Sư sức thưa không ăn, sư không mặc, sư không ở, sư không bệnh sao? Thì đó là vấn đề. Chúng ta lầm đạo Phật. Đó là đạo Phật. Đức Phật này cũng ăn, cũng mặc, cũng ở, cũng già, cũng bệnh, cũng chết vậy. Nhưng mà tại sao Ngài tuyên bố là đạo Phật không có vấn đề? Có vấn đề, chính vấn đề là khổ. Già chết, ai không già chết? Nhưng mà đừng có chống lại cái già chết, thì cái đó mới là vấn đề. Bệnh ai không bệnh? Vì giờ lớn tuổi rồi, thời tiết thay đổi thì phải bệnh. Nhưng mà mình không muốn bệnh, cái này mới là vấn đề. Ăn thì có bụng đói, ai không đói, đói thì có ăn. Nhưng mà không, tôi muốn ăn bò mấy món à, có vấn đề.
ăn cơm thì được rồi, nước thì khác, thì uống nước chính, nước khoáng được rồi. Không, muốn uống cà phê, muốn uống bia, vấn đề. Cái đó mới kêu là cái tập đế, là cái ghiền, cái dính mắt. Mà có dính mắt thì phải tìm để thỏa mãn, mà tìm thì phải đầu thai trở lại nữa. Mà chúng ta có bao nhiêu cái dính mắt, tôi đố quý vị biết đó. Thì sự thấy mình dính mắt đủ thứ, sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Rồi dứt bỏ cái này, thì dính mắt vào cái hỷ lạc của cõi trung giới. Thì cái này là cõi xúc thực, không có ăn bằng cái này, mà ăn bằng cái cảm giác. Cái thân thứ hai, bây giờ vượt lên cao nữa, bỏ luôn cái ăn hỷ lạc, thì bằng cái bị cái tư niệm thực, cõi trời vô sắc. Ăn bằng cái tư tưởng, tưởng tượng thân mình là hư không, hoàn cảnh là hư không, cái tâm là hư không, là chìm đắm trong cái hư không vô biên. Hư không vô biên thì nó vẫn có khuôn khổ, vẫn là tan hoại thôi. Bây giờ khoa học công nhận là hư không là vật lý, chứ nó không phải là bao la. Rồi tới thức vô biên. Thức vô biên là ai lại ra? Cái này vô lượng vô biên thiệt đó. Nhưng mà còn biến chuyển. Biến chuyển sát na. Mà còn biến chuyển thì còn giống như trơn hòa hồn. Nhưng mà làm sao mà đạt cái đó được? Cái đó là cái hồn nhiên của vũ trụ. Mà mình tạo ra thì cái tạo ra là nó thuộc về nhân tạo. Thì nó phải có khuôn khổ, phải có không gian, thì phải có ngoại. Cái kia là phi không gian. Còn nếu bạn tịch tịnh gọi là hán là phi không gian, phi thời gian. Bây giờ mình lại tạo ra cái tưởng tượng phi không gian, phi thời gian, thì vẫn ngoại. Thành ra nếu bạn tịch tịnh là hán với cõi phi phi tưởng của Như Lai thì giống hệt mà không giống. Thành ra ông Quốc Lầu Lâm Phất A-la-la mới lọt vào trong cái này. Thái tử Sư Ra đi vô tới đó, ngài nói: ôi, hai cái này không thể dùng tư tưởng, dùng điều kiện mà tạo ra, bởi vì nó là thế giới phi điều kiện, nó không có không gian, không có thời gian, mà làm sao dùng không gian, thời gian mà tạo nó được. Như cái lặng lẽ này, quý vị làm sao lặng lẽ? Hay làm sao thì không lặng lẽ được? Xung quanh chúng ta toàn là một cái sự yên tĩnh lặng lẽ, mà chúng ta đâu có nhận được. Ta nhận được cái ồn ào. Vì khi mà mình có cái âm thanh thì mà nghe được cái âm thanh. Âm thanh lớn thì mà nghe lớn, âm thanh nhỏ thì mà nghe nhỏ. Không có âm thanh thì mình không nghe. Thì đó là cái thế giới của chúng ta. Còn thế giới Đức Phật cũng vậy, có âm thanh lớn thì âm thanh nó lớn, cho cái nghe tôi không có lớn, tôi nghe được âm thanh lớn. Có âm thanh nhỏ thì âm thanh cái tiếng nhỏ, còn cái nghe tôi không có nhỏ, nó cũng vậy thôi. Một khi tất cả âm thanh lớn nhỏ im bặt đi, không còn nữa, thì cái nghe tôi vẫn còn, sao lại không nghe được? Cái này có ai nhận được đâu, cái này không có thầy chỉ dạy, do mình tự ngộ. Khi tôi muốn khởi phân biệt cái này đẹp, cái này xấu, cái này người ta, cái này con chó, thì đó là tư tưởng phân biệt. Khi cái ốc này hư rồi, tư tưởng không phân biệt nữa, thì cái biết tôi vẫn còn. Tôi biết là tư tưởng đã hư. Khi sắc thân này còn, tôi biết sắc thân còn, thì cứ biết tôi vẫn vậy thôi. Rồi khi sắc thân chết, tôi biết sắc thân chết. Cái sắc thân chết thì cứ biết tôi đâu có chết. Chứ đó đâu có ai dạy mình, phải tự mình trăn trở. Thì tôi nói là dễ, nhưng mà sự thật không phải dễ vậy đâu. Quý vị tôi chết mồ chết tổ đó, xưa là không ai nhận được cái này, mà chính tôi là trăn trở, tôi cũng không biết giảng làm sao. Cuối cùng tôi mới gặp được cái Thủ Lăng Nghiêm. Nghiêm Đức Phật, cái bộ kinh đó rất là hay. Tôi mới hiểu con đường Bát Nhã. Chứ hồi xưa Bát Nhã tôi hiểu lâu rồi,
Nhưng mà tu là tôi không biết cách tu. Tới giờ tu mà tôi cũng sợ lạc hoài. Giữa tư tưởng Bát Nhã nó giống hệt nhau. Giống hệt nhau. Mà chúng ta ghiền quen rồi, chúng ta trở lại tư tưởng. Tư tưởng nó có cây gậy, nó có cái giò lái làm cho mình yên ổn nữa. Còn tu mà lặng lẽ thì cô đơn, hơi chớ giới. Lặng lẽ thì không có nương vào cái gì hết, mà tất cả mọi sự đều nương vào nó để mà phát hiện. Thì chúng ta thấy ghê gớm. Thành ra chúng ta thấy rằng cái thứ nhất là tôi muốn nói hôm nay vấn đề truyền giới đó, là chúng ta phải tán thán kính trọng Đức Phật Thích Ca, vì Ngài đã tìm được con đường giải thoát mà từ xưa giờ chưa từng có. Vô tiền khoáng hậu, trước kia chưa có mà mãi mãi về sau tới Di Lặc mới có thôi. Còn ngoài ra cũng không có ai tìm được. Thành ra ai xưng là Như Lai là nói dốc. Không có, từ đây tới Di Lặc là không có Như Lai. Có A-la-hán là cùng lắm, như Bồ Tát Thánh. Chúng ta thấy bệnh nhận cái này không? Nhận toàn diện đó. Vì con người mình thì mới có A-la-hán. Mà nhận toàn diện cái vô lượng vô biên con người, tức là toàn cái vũ trụ, thì mới thành Như Lai được. Thế A-la-hán là mai ra, tức là nhận được cái sắc, cái thọ, cảm giác, cái tưởng, tư tưởng mình, cái hành là ý chí và kinh nghiệm kiến thức của mình một cách toàn diện. Người nó biển chuyển sao mình thấy rõ như vậy hết, thì mới có quả tánh A-la-hán. Lặng lẽ nhìn nó, thì cái lặng lẽ này độc đáo. Còn lặng lẽ mình nhìn hết tất cả mọi người, tất cả những cái quả địa cầu khác, thì chỉ có Như Lai. Còn ra chúng ta thấy đạo Phật quá, mà thật sự có gì có chút xíu à. Sau khi Ngài ngộ rồi, Ngài nói trời ơi, tưởng đâu cái gì lạ, chỉ có cái lặng lẽ thôi. Mà lặng lẽ ở đâu? Nó không ở đâu hết, mà nó ở khắp tất cả. Tất cả đều nương cái lặng lẽ này để mà phát hiện. Không cái gì nhỏ bằng cái lặng lẽ, không cái gì lớn bằng cái lặng lẽ. Nó là bao trùm hết tất cả. Không có nó là không có gì hết. Có nó là có tất cả. Thành ra giảng dạy Bát Nhã khó giảng. Nói Bát Nhã là trí tuệ, là cái hiểu biết sai. Mà nói Bát Nhã không hiểu biết trật. Nó không biết gì hết mà nó biết tất cả. Thì nói là nói nghe dễ vậy đó, nhưng mà khi tu là không phải dễ. Tại sao vậy? Tại vì mình ghiền. Cái thói quen rồi, mình trở lại cái tư tưởng ghiền. Cái vậy sống mà càng ít, càng giản dị. Nhiều quý vị ít khổ đau, cần có làm gì nhiều. Mà nói Đức Phật đưa ra cái đề nghị là, Ngài nói lâu rồi. Thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, thì con người khỏe. Thì chúng ta chỉ có ăn, có mặc, có ở, có bệnh thôi. Thì ăn cái gì mà lành, đừng có đau là được rồi. Thành ra giai đoạn đầu là mình phải kính Đức Phật Thích Ca, là do Ngài hôm nay mình mới hiểu được đạo. Một cái thứ hai là thọ trì quy y Tam Bảo, trở về nương tựa ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Thì nó có sự và có lý. Sự là chỉ cho một người, lý là chỉ chung hết tất cả. Sự Phật đó là Phật Thích Ca, Ngài là giáo chủ cõi này, chưa có người thứ hai. Từ đây tới Di Lặc mới có một vị Phật thứ hai. Mà tới Di Lặc sẽ còn 90 ngàn năm nữa. Quý vị không tu là Di Lặc không dám ra đâu. Ra quý vị cũng đập Ngài chết thôi. Chừng nào quý vị tu hết đó, thì Đức Phật hiện. Còn không tu là Ngài không. Khi nào học trò nó chịu học đó, thì thầy giáo mới lợi dạy. Còn không là vô nó đập ông thầy giáo luôn. Bây giờ tôi thấy học sinh đánh nó, đánh thầy giáo. Mà thời tôi không có vụ đó đâu. Tôi sợ thầy giáo muốn chết, tôi cũng đừng làm thầy giáo. Phật đây là Phật Thích Ca. Pháp đây là lời Đức Phật Thích Ca giảng về cái cuộc sống này.
sống làm sao đừng dính mắc. Chính Ngài không dính mắc, Ngài giảng giờ không dính mắc. Chúng ta tưởng đó là đạo Phật ở trên chín tầng mây chết rồi mới hiểu nước bàn, không có vụ đó. Đạo Phật là bỏ cuộc đời này đi vào rừng, đi vào chỗ thanh vắng để tu, không có vụ đó. Chính cuộc đời là niết bàn, chính cuộc đời là địa ngục, chính cuộc đời là thiên đường. Thiên đường là ở tâm chứ không phải ở cuộc sống. Trong cái cảnh này có nhiều người chịu không nổi, buồn teo vắng tẻo. Mà có người này thấy là niết bàn, có người thấy là cõi trời, có người thấy là địa ngục, rồi vô đây ở tù. Thì cái đó là nói về cái sự phải bốn vị tỳ kheo sắp lên, thấy không? Sống hòa hợp với nhau. Còn cái lý đó mới là quan trọng. Phật là người nào thấy được cái Phật tánh toàn diện, không dính mắc vào trong cuộc sống này, nó là Phật. Không phải mình Phật Thích Ca, Ngài là đầu tiên thấy được, rồi Ngài chỉ cho mình thấy được thì bằng với Ngài. Mà thử tu coi có bằng được không. Nói thì nghe dễ mà tu mệt lắm. Rồi Pháp là cuộc sống. Ai sống trong cuộc sống không dính mắc thì đó là Pháp. Nên nhớ là Pháp của vũ trụ khác, Pháp Phật Thích Ca khác. Pháp vũ trụ như tôi nói là nó có sẵn từ ngàn xưa rồi. Từ trong đó mình sanh ra rồi mình khổ đau. Rồi Ngài mới ngồi thiền 49 ngày, Ngài nhận được nó. Ngài mới nói ra, thì cái nói đó là Pháp của Phật, có sao Phật. Còn Pháp vũ trụ là tự nhiên nó có. Ngài bao giờ cũng vậy. Thành ra chúng ta có hai cái Pháp, Pháp vũ trụ và Pháp nhân sinh. Nhân sinh đó là thấy được Pháp nhân sinh thì đắc La Hán, nhưng mà không thấy Pháp vũ trụ. Thấy Pháp vũ trụ thì đắc quả Như Lai. Đại khái là vậy. Thành ra từ La Hán đi tới Như Lai là cũng còn phải thị hiện vô lượng thân vào vô lượng cõi. La Hán là độ cái thân này thôi, còn Như Lai là độ vô lượng thân. Đại khái là vậy. Thành ra Phật đây là cái Phật tánh, Pháp đây là cuộc sống này. Bất cứ ai, nam nữ, già trẻ, trai gái, heo chó gà vịt, tôi đã nói luôn cả súc sanh đó, chúng ta nên nhớ Phật đã thị hiện con sư tử chúa, con nai chúa, con khỉ chúa, con voi chúa. Nó vẫn là Phật như thường. Phật là ở tâm chứ không phải hình tướng. Còn Bồ Tát thì thôi thị hiện vô lượng thân. Có khi thị hiện người cùi, có khi thị hiện người ăn mài, nó đủ thứ hình thức hết. Nhưng mà cái đó không quan trọng. Quan trọng ở cái tâm bên trong. Vậy thì Phật Pháp Tăng về sự thì chỉ có Phật Thích Ca thôi. Pháp là cái lời giảng Phật Thích Ca. Giảng về cái gì? Giảng về cái bát nhã không dính mắc. Còn những Pháp nào dạy và cái sửa dính mắc thì không phải là Phật Pháp. Chúng ta phân biệt rất dễ. Pháp nào nói về bát nhã, sống được cuộc đời này mà không dính mắc thì đó là Pháp của Phật. Còn chỉ mà cái sửa để mà tránh, còn dính mắc mà dính mắc cái cao thượng thì đó là Pháp người trời. 62 tôn giáo đã có, thì hiện giờ cũng đang quý vị đang tu cái đó. Còn Tăng là đệ tử của Phật, đầu tròn ở vua, đang sống bốn vị tỳ kheo hòa hợp với nhau. Nhưng mà hòa hợp được hay không là còn do giới luật. Còn nói về lý đó thì Phật là người nào nhận được Phật tánh toàn diện thì đó là Phật. Phật A-la-hán còn giống Phật tánh mà cái vũ trụ thì Như Lai. Còn Pháp là cuộc sống này. Ai sống được cuộc sống này, sanh già bệnh chết mà không hề sợ, không hề dính mắc sanh già bệnh chết, đó là Pháp. Còn Tăng là bất cứ người nào sống được như vậy, người đó là Tăng. Tôi đại khái cái thứ hai là vậy. Còn cái thứ ba thì năm giới. Giới đây là cái kỷ cương để giúp cho mình có cái thức trong sáng. Chi vậy? Cái thức trong sáng để nhận được cái bất tử. Thức trong sáng để nhận bất tử. Thành ra giới là những cái điều răn giúp cho mình nhận được cái bất tử, thức mình trong sáng. Chứ nó chưa phải là đạo Phật, nó là đạo người trời.
Thành ra quý vị giữ giới năm giới, quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật có đếm là chưa có, chưa phải là người trời. Tới mà khỏi cần niệm Phật nó mới đi vào sâu trong cõi trời. Thì từ đây chưa phải là đạo Phật. Mà quý vị không qua cái này là không nhận được Phật tánh, không nhận được đạo Phật. Phải có sự mà trăn trở, thao thức, có người giúp đỡ, quý vị sẽ nhận được cái bất tử. Thành ra giới là cái điều kiện đầu tiên. À, thì chúng ta có năm giới tất cả. Chúng ta coi chừng năm giới như năm hạnh. Quý vị thường thường thấy nói 10 giới, mà thật sự có năm giới thôi. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiếp dục, không nói dối mà phải nói lời chân thật và dịu dàng, không ghiền các chất sai, nhất là rượu, mà còn phải quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Chúng ta cố gắng giữ giới vì nó là cái nền tảng giúp cho chúng ta giải thoát. Thì tôi thấy bây giờ rất là khó giữ giới. Nếu không là quý vị sẽ đau khổ. Ngay cuộc sống hiện giờ đau khổ, rồi người ta còn hâm rằng tới ngày 21 tháng 12 là sẽ tận thế. Có người dùng cái tận thế để giải thích 2-3 cách khác nhau. Có người nói tận thế là chết hết những người ác hoặc những người thiện. Có người nói tận thế là quả địa cầu này tan luôn. Những linh hồn nào tốt thì sanh về quả địa cầu khác. Linh hồn nào xấu thì tan nát ra các cát bụi, trở về địa ngục ngạ quỷ súc sanh để làm cuộc luân hồi trở lại. Thì vô cái lượng cách giải thích. Thành đâu giờ quý vị thọ giới nhiều lắm. Lại hỏi tôi, bạch sư, thọ giới con khỏi chết không? Tôi nói rồi, rất không thọ là khỏi chết không? Nó tận thế tới rồi. Nếu mà con thọ giới con tránh cái tận thế này được không? Tôi nói giờ tận thế chết hết mình, ông sống anh chịu không? Chúng ta cứ sợ chúng ta chết, mà chúng ta không ngờ rằng đang sống mà đã chết rồi. Sống làm cái gì? Sống mà cứ cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy. Sống cũng như chết, thà chết mà. Sống cuộc đời đau khổ, cuộc đời không ý nghĩa gì hết. Mà sống làm cái gì? Sống là khi con người cao thượng, không ghiền những cái sắc tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, không ham tiền bạc. Sống có hiếu với cha mẹ, có tình nghĩa với, biết thương vợ, thương con, tình nghĩa với bạn bè, lối xóm. Cái này mới là đáng sống. Nhưng mà Đạo Phật còn chưa chịu. Mình còn thương cha, thương mẹ, mình còn thương vợ con, thì còn dính mắc. Mặc dù nó cao thượng, thì cũng Vu Lan sắp tới rồi. Chúng ta có hiếu với một cha, một mẹ thôi. Chúng ta thương vợ, thương con mình thôi. Còn cha mẹ người khác mình không thương, con người khác mình không thương. Thì xã hội không trách mình được. Nhưng mà Đạo Phật còn nhỏ hẹp, không giải thoát được. Còn dính mắc cái gì là còn đầu thai vào đó. Dính mắc cái cha mẹ mình, vợ con mình, thì mình xếp sau sanh lợi lòng. Cha mẹ vợ con nữa, mà chưa chắc. Bây giờ tôi làm. Làm cha thì cô có con, mà nếu tôi thương con thì khi con tôi chết trước rồi tôi sanh lại vào con gái tôi để tôi làm con nó. Tôi có khi mà làm lại làm chồng của con mình, có khi lại mình làm vợ của con mình. Lộn xộn nhỉ, không có đầu đuôi. Bởi vì khi đã ghiền rồi thì mất trí đâu còn đụng đầu chui đó. Để làm sao được cái thỏa mãn cái ghiền thôi. Chúng ta để ý là chúng ta thấy Đạo Phật rất hay trong đó. Khi một con người ghiền là con người không có từ chối cái gì hết. Miễn làm sao thỏa mãn được cái ghiền của mình thôi. Thành ra nếu mình thương vợ mình, khi mà chết rồi thì kiếm mấy đứa con nào trong gia đình mình, nó để gần vợ gần con.
Mình ghiền, ghiền đó quá rồi sao mình ghiền, mình sanh lỗi lầm, mình đâu có biết gì nữa, mà lấy con của mình, lấy con gái của mình. Chúng ta phải hiểu mà lúc sống mà mê rồi, ấy ghiền là chúng ta kêu là mê. Mà mê rồi còn có tỉnh gì đâu, đâu mà đụng đâu chưa đó. Thành ra Đức Phật mới mát cái gì. Thành ra chúng ta không hiểu Vu Lan báo hiếu thì về là tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Sai. Tâm hiếu là tâm trời, đạo hiếu là đạo đạo trời. Một kiền liên đó với tâm hiếu là tâm Phật. Thì chúng ta phải mở rộng cái lòng, cái tình thương, cái từ bi ra tất cả mọi người. Cho đến cỏ cây, súc vật cũng thương nó nữa. Mà biết đâu con chó, con heo này không là cha mẹ mà kiếp trước. Nếu mà ông đô đề vậy đó, ông chết rồi ông tiếc của, ông sanh làm con chó, ông giữ lại cho con. Chỉ có Đức Phật mới thấy, nói ông là con cha trong gia đình, ông tiếc của, ông phải sanh làm con chó. Con chó nó nghe, nó biết, tuy là không biết nói, nhờ lòng biết nghe. Nó vô, nó buồn so. Rồi không ăn con gì hết. Rồi ông con mới thấy, mới hỏi, gia nhân mới nói, có cái ông cầu đàm đi ngang, ông chỉ nó, ông nói cái gì. Ông mới ra trận, ông làm. Đức Phật nói cái đó là cha ông. Ông nói, ông chết đi tôi ạ. Ông nói bậy, nói bạ, không có được. Chó gì mà cha tôi. Ông không tin, ông về, ông nói nhỏ như nó. Ông vuốt vuốt cái đầu cho nó êm. Ông nói, cha ơi, cha giấu hũ vàng ở đâu, cha chỉ cho con. Thì nó chỉ cho ông. Thì thiệt, lại nói cái nó nghe. Nó không biết nói mà lòng nó biết nghe. Nó lợi ở dưới cái chân giường chỗ nó, ông ngủ mà lần nó vào. Thì ông mới đào xuống dưới có cái hũ vàng. Thì ông mới tin Đức Phật ra, ông lại xin sám hối. À, từ đó mới bắt đầu tu xuất gia, sau mới đắc quả la hán được. Chúng ta thấy có đức của Phật ngài biết hết. Bây giờ chúng ta sanh ra đời không có gặp Phật, không có biết cái gì hết, khổ. Thì thôi, tôi nói sơ thôi. Thành ra giới thứ nhất là chúng ta phải giữ giới cho kỹ, năm giới, rồi năm cái sau là năm cái hạnh. Giới thì dễ giữ mà hạnh khó giữ. Với thứ sáu ngồi ghế cao nằm rộng, thứ bảy nghe xe mắt mưa, thứ tám trang điểm phấn son, thứ chín ăn sáu giờ, thứ mười không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Cái này là của người xuất gia. Quý vị thấy giờ có ai xuất gia không? Dường như cả thế giới không còn mấy người xuất gia. Người nào cũng có tiền bạc vàng xài đồ sang, xài điện thoại di động, có ông lái xe hơi nữa. Anh nói chúng ta thấy đạo Phật mất rồi. Tìm ông Phật thiệt không có đâu. Anh nói có tiền là mua tiên, mua Phật là đúng. Ông Phật đó dễ mua, cứ thảy tiền ra là ông dính à. Cá cắn cầu. Thành ra cuối cùng Đức Phật giảng hay, có năm giới à. Còn năm cái sau là năm cái hạnh. Người tu phải có hạnh. Tôi đậu trọc bây giờ tôi vô quán, tôi ngồi ăn thịt bò bảy món rồi mấy bạn. Cái cô cười chết luôn. Tôi leo cái võng tôi nằm, tôi đu đưa như thế thôi. Cái đậu trọc này mà vô trong quán mặn, món nhậu rồi ăn bò mấy món có gì được. Mà mấy ông mặc đồ Tây này được. Vô mấy ông ăn đồ mặn vậy đó làm gì là không ai nói. Cái đậu trọc máu vàng vậy làm sao được. Đâu có bây giờ mấy ông khất sĩ mà dám vô quán đâu. Ông có bác đè tè đi xin ăn à. Chúng ta thấy cái hành sinh ăn cao thượng vô cùng. Nó ít ai biết. Rồi cuối cùng Đức Phật mới nói, còn có một giới nữa. Họ mới đọc đó, tôi thấy đạo Phật. Năm giới, năm hạnh. Rồi tới tám giới, mười giới. Rồi tới 250 giới. Rồi sư cô là 348 giới. Cuối cùng còn có một giới. Thì cái ông gì đó, cư sĩ, ông đi xuất gia. Vô cái cho ông thọ năm giới, thời gian là tám giới, rồi cái mười giới cho ông 250 giới, ông xá rồi còn sinh ra đời. Con ở ngoài năm giới con giữ còn không nổi, rồi tám giới là con muốn chết rồi, mười giới rồi 250 giới thôi cho con hoàn tục, con giữ không nổi.
Tôi khen năn nỉ quá, cái lực ở đây vậy đó. Ông vô nhờ có tăng chúng ông giữ được. Con giữ hình thức cái tâm con nó không có ai. Con còn nhớ vợ, nhớ con đây mà bây giờ biết ai trăm năm chục giới. Rồi con nhờ có cái hình thức chư tăng thì con kính. Nhưng mà con giữ hoài không nổi đâu. Nó đánh lô tô trong bụng. Nó nhớ tiền, nhớ bạc, rồi nó nhớ vợ, nhớ con. Rồi nó nhớ ba mới đồ, đồ ăn mặn. Rồi cuối cùng thì kheo khuyên không được, ổng ra đời. Và ổng quên xin bạch với Đức Phật. Rồi vô Đức Phật chứng minh cho xuất gia. Bây giờ về quên năng nói với ông già. Nó vô lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi con có buồn cái gì không? Nó không. Con chỉ nói giữ giới, con giữ không nổi thôi. Rồi đó giờ có năm giới, con giữ muốn chết. Như mấy ông ấy, năm giới giữ chết luôn. Cho tám giới, mười giới, rồi 250 giới. Giữ không nổi. Đức Phật nói gì, cho ông có buồn gì khác không? Nó không. Bây giờ thôi Thế Tôn cho ông giữ một giới nha. Nó à, vậy thì được. Có vụ đó sao Thế Tôn một giới được sao? Rồi nói được chứ. Bây giờ Thế Tôn cho ông giữ một giới. Nói vậy thì còn ở lại. Đức Phật nói bây giờ cái thân nó có ba, miệng nó có bốn, kéo ra thành 250 giới. Còn cái nghiệp đó, cái ý đó, tham sân si mà cuối lại có một thôi. Con giữ đừng si mê thôi. Nghĩa là khi nào con có ghiền cái gì đó, thì con biết. Biết rồi hãy nó ghiền cái ác đó, thì con đuổi nó đi, lấy cái thiện thay thế vô đó. Khi nào nó có tư tưởng thiện, thì thôi con lặng lẽ theo dõi nó. Theo dõi chừng nào nó diễn biến rồi nó chấm dứt. Cứ thế thôi. Để tư tưởng ác khởi lên đó, thì con bắt đầu dùng tư tưởng thiện đè nó, đuổi nó đi. Còn tư tưởng thiện đó thì con cứ theo dõi coi nó khởi từ đâu, nó chuyển biến làm sao, nó chấm dứt như thế nào. Rồi vậy tư tưởng khác khởi lên con cứ theo dõi. Con giữ cái theo dõi này, cái lặng lẽ mà theo dõi, không phê phán, không chỉ trích gì hết. Ông căn cơ, ông cao, ông về, ông làm đâu có một tháng trời, ông đắc quả la. Thì chúng ta thấy, con người Đức Phật là con người tài tình. Năm giới, tám giới, mười giới, 200 giới, rút lại còn có một giới. Mình nghe dễ quá, vậy về giữ như một giới thôi. Thì từng từng lễ là quý vị thành ma. Không phải thành Phật mà thành ma. Rồi tư tưởng ác khởi lên phải biết. Chưa chắc là quý vị biết. Biết rồi quý vị phải dùng tư tưởng thiện đè nó xuống, đuổi tư tưởng ác đi. Rồi tới tư tưởng thiện đuổi gì ông sửa, cải sửa thiện hơn nữa ạ. Đó thôi. Giờ tư tưởng thiện từ đâu mà có? Tôi đố quý vị biết. Rồi nó diễn biến làm sao? Rồi nó chấm dứt làm sao? Tư tưởng thiện ở đâu mà có? Nó thấy đạo Phật nó độc đáo. Tôi rồi nói cho khổ đau về cái vụ này. Thân đi, thân đứng, thân ngồi. Biết thân đi, biết thân đứng, biết thân ngồi. Có biết không phải là thân. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu. Biết cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu. Giữ lấy cái biết không có dễ chịu, khó chịu. Mà thân, ai không có thân, ai không có cảm giác. Đức Phật không cảm giác sao? Ngài đói bụng, Ngài cũng biết đói bụng. Khi Ngài khỏe khoắn, Ngài cũng biết cảm giác sung sướng. Mà khi đau bệnh, Ngài cũng biết cảm giác khó chịu. Ngài đâu phải là cây đá. Nhưng mà tại sao Ngài nói là đừng có khổ? Cái khổ không phải là thân. Cái khổ không phải là cảm giác, mà khổ chính ở cái suy nghĩ, cái tư tưởng. Cảm giác dễ chịu làm sao mình giữ nó hoài ha? Có vấn đề. Giữ được lâu thầm, giữ không được sanh. Cảm giác khó chịu ha, làm sao mà đuổi nó? Nhức đầu quá, nhức răng quá, làm sao hết cái nhức đầu này? Uống thuốc giờ hết liền. Tham
uống thuốc vô không hết, nó nhức thêm sân. Nó sống là tham sân. Tham sân là do cái si mê của tư tưởng. Giờ ông giữ cái si mê này, đừng bao giờ mê. À, nhức đầu thì cứ để nó nhức đầu, cái đầu nhức chứ cái tư tưởng không, cái biết đâu có nhức. Đau thì biết đau, là cái thân đau, cảm giác đau, chứ cái biết đâu có đau. Ông không nhận được cái biết. Cái biết ở đâu thế tôi? Đâu có đâu, chỗ nào cũng có nó. Cái ông mà tỉnh táo, ông đừng chấp sắc thân này, thì nó hiện. Ông tỉnh táo, ông đừng chấp cái cảm giác, thì nó hiện. Còn ông dính mắt cái thân, thì nó ẩn. Dính mắt cái cảm giác, nó ẩn. Ẩn thì không phải là mất, mà ở đó, tại mình không chú ý nó, thì nó mất. Thôi đại khái vậy ha. Vậy thì năm giới. Bữa khác tôi giảng lại. Tôi giảng thì nghe nó dễ quá. Nhưng quý vị thực hành tôi cho quý vị hết kiếp này. Chắc là 50 năm, 30 năm mà quý vị làm được tôi chịu. Tôi xin làm sư phụ tôi đó. Bây giờ quý vị muốn qua cái đó, quý vị phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Niệm Phật khỏi đếm. Chưa làm được. Khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Quý vị phải tha thiết, trăn trở, mai ra nhận được. Mà hãy không nhược nhận được thì thôi, không có cách nào nữa đó. Thì cái này là cái nợ của tiền kiếp. Nó khiến cho mình không có nhận được. Rồi đó, cái trăn trở là có người có, người không có. Có người là giữ giới rất kỹ, tu rất chín chắn, mà không nhận được cái bất tử. Cái ghiền họ rất là di tế. Mà hãy ghiền á, thì cái Phật tánh cái bất tử nó ẩn. Mà không ghiền thì nó hiện. Chứ đừng đi mong đi tìm nó. Mong đi tìm nó tức là ghiền. Ghiền cái Phật tánh, ghiền cái bất tử. Mà ghiền thì nó ẩn ngay. Chừng nào không ghiền cái gì hết thì nó sờ sờ ở đó. Khó ạ, chúng ta thấy nó khó. Thành ra chúng ta thấy ông Ngọc Lam với Thượng Trị Hoàng Đế. Thượng Trị hỏi nói, Phật ở đâu? Cái bất tử, cái niết bàn ở đâu? Trước mắt bệ hạ, sao trẫm không thấy? Nó bệ hạ có cái ngã, nó che lấp bệ hạ, thành ra cái Phật tánh nó ẩn. Ông nói vậy chứ còn quốc sư có thấy không? Ông nói, tôi đọc tới chỗ này tôi kẹt đấy. Trả lời sao? Ngọc Lan trả lời rất hay. Người nào không có ngã thì người đó sẽ thấy Phật tánh, Phật tánh sẽ hiện. Người nào không có ngã thì cái Phật tánh có bất tử sẽ hiện. Chứ ông không nói ổng, bất cứ người nào. Ai mà không có cái ngã tức là không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì Phật tánh nó hiện. Ông vô mới hỏi lại, làm sao biết là không có ngã? Rồi lọt vào cái đó của quốc sư. Quốc sư mới trả lời, người không có ngã không bao giờ hỏi Phật tánh là gì. Người không có cái ngã thì không bao giờ hỏi Phật tánh là gì. Còn người hỏi Phật tánh là gì là người đó có ngã. Nếu bà hạ cởi trên mình trâu, bà hạ không bao giờ hỏi trâu. Còn bà hạ hỏi trâu là bà họ ở mình trâu, bà hạ không hay biết gì hết. Thì có như không. Thượng Trị không nhận được. Không nhận được. Nó khó lắm. Cũng như mà Triệu Châu hỏi Nam Tiền. Phật tánh là gì? Niết bàn là gì? Bất tử là gì? Thì ông nói là bình thường tâm là bất tử là niết bàn. Bình thường tâm tức là cuộc sống ăn mặc ở bệnh sức ngủ sống chết. Đó là niết bàn. Nói vậy thì con vô đây tu chi? Thầy nó nhớ là con vô hồi 7 tuổi, bây giờ 17 tuổi, 10 năm rồi, thầy không có dạy con cái gì hết. Nói sao con nói kỳ? Thầy dạy con mỗi lúc chứ. Con dưng cơm thầy nhận, con đưa nước thầy nhận. Con muốn đi rửa bát, thầy đưa chén bát cho con rửa. Con muốn giặt y, thầy đưa y cho con giặt. Đâu có giấu con cái gì đâu. Ông nói trời đất,
Như vậy thì ai ở nhà ông ăn mà có bệnh quá khác. Con ăn mà con không biết ăn, con giặt y mà con không tỉnh thức. Ông nói tỉnh thức Niết Bàn là vậy đó sao thầy? Giờ thầy định nghĩa cho con đi, Niết Bàn là gì? Phật tánh bất tử là cái gì? Ông nói nếu vừa muốn định nghĩa thì không còn Niết Bàn nữa. Phật tánh mà không thể dùng tư tưởng mà diễn tả được. Ông nói không diễn tả làm sao con biết? Thì Nam Tiền mới nạt. Phật tánh Niết Bàn không thuộc vào biết hay không biết. Nếu không biết là địa ngục, còn biết là ngạ quỷ, súc sanh, người, trời dục, giới sắc, giới vô sắc. Con muốn cái nào? Con không muốn cái nào hết. Con không muốn dính mắc vào cái nào hết. Thì không dính mắc đó là Phật đấy con. Có vậy thôi. Cái gì thành Phật hết chưa? Thành Phật rồi không? Phật đây là Phật đất đó. Thì thôi, tôi xin tạm dừng ở đây. Thì kỳ tới chúng ta giảng qua cách khác. Giảng từng nào mà ví dụ đụng tới cái A-la-hán rồi mới thôi. Thì cái Phật tánh nó khó diễn. Thì phải diễn tới, diễn lui. Có những cái thí dụ tạm cho nó hấp dẫn. Còn không là nó khó hiểu. Thì tôi mong quý vị đầu tiên là cũng phải quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Rồi bắt đầu ăn chay là cái đầu tiên. Từ đó chúng ta đi lần lần tới cõi trời. Rồi chúng ta phải có sự bền bỉ, tinh tấn để đi tới giải thoát. Trăn trở, đừng bao giờ thối chuyện. Thì trước sau gì chúng ta cũng mới đi tới giải thoát thôi. Cái nợ nần vô lượng kiếp nó theo đòi mãi. Mà mình cứ bền bỉ hoài, chúng ta nhớ là duyên án triệu thố theo đòi tới chín kiếp. Rồi cuối cùng ông cũng bền bỉ, ông cũng trả được thôi. Trả là chỉ có một kẻ đó mà theo ổng là 9 năm trời. Ông phải đau khổ vô cùng. Để rồi mới đi tới giải thoát. Thôi tới đây xin tạm dừng nha. Vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa, tôi xin cầu cho pháp giới của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.